Ủa Marina hả? Sùn à. Em sẽ để đối thủ chọn em. Khó quá, em không muốn chọn ai hết. Em chọn Unify ạ. À? Các anh Unify. I love you vọc vọc. Em đã trải qua The Voice. Thì là cái chương trình đó thì em chưa thể hiện ra hết được những gì em hiện tại. Nên là em muốn thể hiện những gì em hiện tại có. Hiện tại em có gì? Không còn là tớ thiết cỡ mặt rồi nữa. Ok. Thường ngày của em thì em khá là có tuổi rồi. Có tuổi? Ý là em có tuổi hơn ngày xưa rất là nhiều mà. Hồi em thi đầu vô em 16 tuổi rưỡi anh biết không? Bây giờ em 20 tuổi rưỡi rồi. Chưa tới rưỡi nữa. Nói chung là cũng hơn 4 năm rồi. Em nghĩ là gần 5 năm thì em cũng phải thay đổi chứ. Tính em cũng sẽ thay đổi, cách suy nghĩ em thay đổi, cách ăn mặc thay đổi. Nhưng mà uống trà sữa thì không thay đổi. Uống trà sữa thì không thay đổi. Trước khi thi thì cũng khoảng thời gian trước đó em cũng đã dành thời gian tập luyện khá là nhiều. Và mong là tới trước ngày thi thì mọi thứ sẽ thật là hoàn thành. Em tin anh. Cảm ơn. Thì giờ lớp mình gồm có Jason, Kara, Unify, Hansara, Thanh Duy, Bá Quy. Ủa sao chú Thanh Duy nói em là chú làm MC mà? Đây là một cái sân chơi đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em tham gia một cái chương trình, một cái game show gì đó mà để thi thố những cái khả năng của mình về âm nhạc. Quẩy lên anh ơi. Thì em cũng ngại mà cũng không ngại đối thủ. Là sao? Tức là cũng có nhiều người rất là mạnh. Cũng có bài học cho mình học. Đúng không? Đúng. Những gì mình trải qua đời đều là một bài học. Giống như ngày hôm nay em đặt 4 ly trà sữa và em thấy đó là sai lầm. Em sẽ uống không hết, em uống được có 2 ly là em no rồi. Nhắc trà sữa nữa. Trà sữa ngon lắm mà. Không ngon đâu. Cái đoạn mà mình thi The Voice thì mình từng thể hiện ca khúc bằng tiếng Hàn và khán giả cũng rất yêu thích. Thì mình có quyết định là trong cái sân chơi năm nay mình tiếp tục áp dụng cái chiến thuật đó, nên nó có một lần nữa. Em cho tiếng nước khác được không ạ? Được luôn. Nước gì? Nước Lào á. Marina khả. Sủi mà. Sủi sủi mà. Hoặc là tiếng Anh. Được. Em rất là tự tin về phần tiếng Anh. Có thể là chơi nhiều tiếng luôn. Tiếng nào cũng chơi hết. Âm nhạc là qua tai chứ không phải là qua ngôn ngữ. Đúng anh. Hay. Thì trong cái dạng live up chương trình hôm nay thì Hansara mong muốn mình sẽ được đấu với một người nào trong vòng nếu mà mình được chọn. Em chọn Unify ạ. À? Các anh Unify. Nani? I love you vọc vọc. The Hero là một cái chương trình khá là bùng nổ sau một cái đợt dịch khá là dài cho tất cả khán giả chờ đợi. Nên là em mong là mọi người sẽ đón xem. Tất cả các anh chị thí sinh cũng như là Sarah và các anh producer, các anh chị producer sẽ quyết đấu, quyết chiến như thế nào nhé.